À vết sách. Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện học tại ngày à, về rạch. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 8, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 9, tam giác đồng dạng, bài 36, các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. À chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần đầu tiên nào áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông. Cô có hai định lý như sau. Định lý số 1 là nếu như một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau. Định lý số 2, nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó làm sao nhỉ? Cũng đồng dạng với nhau. Được chưa ạ? Bây giờ chúng mình quan sát này. Cô cho hình sau. Ở đây cô có hình tam giác ABC vuông tại A và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy vuông tại A phẩy. Được chưa ạ? Bây giờ chúng mình thấy rằng nếu như góc B phẩy bằng với góc B à góc B này bằng với góc B phẩy này thì chúng ta có thể kết luận được ngay là hai tam giác vuông này đồng dạng với nhau theo định lý một đúng không nếu một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau được chưa ạ đó là định lý số 1 định lý số 2 nào nếu như cô có ab phẩy trên ab bằng ac phẩy trên ac thì cô cũng kết luận được hai tam giác này đồng dạng với nhau theo định lý số 2. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng hai định lý này vào hoàn thiện cho cô ví dụ số 1 nào. Hãy chỉ ra hai cặp tam giác vuông đồng dạng. Ở đây cô có tất cả là 5 tam giác vuông. Những tam giác này đều là tam giác vuông này. Bây giờ chúng mình kiểm tra cho cô nhé. Xem là những cặp tam giác vuông nào đồng dạng đây ạ. Đầu tiên cô có này. Tam giác ABC thì sẽ đồng dạng với tam giác nào đây ạ? Tam giác ABC thì vuông tại A này, có một góc bằng 60 độ. Cô thấy tam giác XYZ cũng vuông tại X và cũng có một góc bằng 60 độ. Vậy nên hai tam giác này sẽ làm sao nhỉ? Đồng dạng với nhau theo định lý số 1. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác XYZ. Được chưa? Tiếp tục nào, còn tam giác nào nữa ạ? À? à, tam giác DEF nào. Tam giác DEF sẽ đồng dạng với tam giác Tam giác nào đây ạ? À? Nào, chúng mình quan sát nào À, cô xin lỗi đây, chúng ta sẽ đọc đúng đỉnh cho cô nhé Tam giác ABC thì sẽ đọc theo đúng đỉnh là tam giác XZY. Được không ạ? Đọc đúng đỉnh nhé Rồi, tam giác DEF tiếp tục nào DEF thì sẽ đồng dạng với tam giác GKH vì sao nhỉ? Đây sẽ là GKH này. Vì sao đây ạ? À vì chúng mình có hai cặp hai cặp cạnh góc vuông tỷ lệ với nhau. Làm sao nhỉ? DE trên GK bằng với DF trên GH vì cùng bằng 1 phần 2. Đúng không? 2 trên 4 chính là 1 phần 2 này. 3 trên 6 cũng chính là 1 phần 2. Vậy nên là hai tam giác này cũng đồng dạng với nhau theo định lý số 2. Rồi, đó là ví dụ 1. Bây giờ con sẽ chuyển cho cô sang phần tiếp theo, phần 2 nhỏ. Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông. Cô có hoạt động số 1. Các tam giác vuông AHB và A' H, B trong hình sau mô tả hai con dốc có chiều dài lần lượt là AB bằng 13 m, A, B bằng 6,5 m và độ cao lần lượt là BH thì bằng 5 m, còn B, H thì bằng 2,5 m. Độ dốc của hai con dốc lần lượt được tính bởi số đo của các góc HAB và H, A, B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho cô Đầu tiên chúng mình nhận xét cho cô về hai đại lượng A phẩy B phẩy trên AB Và B phẩy H phẩy trên BH Nào con có nhận xét gì về hai đại lượng này đấy ạ? A phẩy B phẩy trên AB Chúng mình tính cho cô nhé A phẩy B phẩy trên AB Thì sẽ bằng 6,5 trên 13 ba có nghĩa là bằng 1/2 đúng chưa tiếp tục nào b phẩy h phẩy trên phH b phẩy H phẩy trên BH thì sẽ bằng 2,5 trên 5 và cũng bằng 1/2 vậy con có nhận xét gì đấy ạ từ đây con sẽ kết luận được a phẩy b phẩy trên AB sẽ bằng b phẩy h phẩy trên bh đúng không rồi đầu tiên nhá tiếp tục nào chúng mình dùng cho cô định lý pythagore để tính xem là cạnh ah bằng bao nhiêu mét và cạnh a phẩy h phẩy bằng bao nhiêu mét để chúng ta sẽ thực hiện tính cho cô này đầu tiên là tính cạnh ah trước thì cô sẽ xét trong tam giác abh xét tam giác abh chúng mình có gì đây ạ à? Định lý Pythagore con nhắc lại nè Bình phương cạnh huyền Bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông Có nghĩa là AB bình Bằng BH bình Cộng AH bình Từ đây con có thể tìm được AH bình sẽ bằng AB bình là 13 bình Trừ đi BH bình Có nghĩa là trừ đi 5 bình Đúng chưa? Và bằng bao nhiêu đây ạ? Bằng 144 khi đó AH sẽ bằng 12 m. Tương tự như vậy, cô xét tam giác A, B, H. Cô có gì nào? A, B, bình phương bằng B, H, bình phương cộng A, H, bình phương. Đến đây cô cũng suy ra được a phẩy h phẩy bình phương sẽ bằng 6,5 bình phương trừ đi 2,5 bình phương. Còn bấm máy tính cho cô nào. Ở đây cô được kết quả bao nhiêu đây ạ? 36. Như vậy cạnh a phẩy h phẩy sẽ bằng căn 36 là bằng 6 m. Được chưa nhỉ? Cuối cùng chúng mình kiểm tra cho cô xem là hai tam giác vuông A phẩy, H phẩy, B phẩy và AHB có đồng dạng hay không? Thì để kiểm tra được điều này, đầu tiên con sẽ so sánh cho cô hai đại lượng A phẩy, H phẩy trên AH và B phẩy, H phẩy trên BH. B phẩy, H phẩy trên BH thì ở đầu tiên chúng mình đã tính được là bằng 1 phần 2 rồi đúng không? Thì ở đây cô đã có A phẩy, H phẩy rồi này, có AH rồi này, thì chúng mình có tìm được tỷ lệ a phẩy h phẩy trên ah không nhỉ? À, có đúng không nào? cô có nào? a phẩy h phẩy trên ah sẽ bằng 6 trên 12 và cũng bằng 1 phần 2. Từ đây chúng ta suy ra được A phẩy H phẩy trên AH bằng B phẩy H phẩy trên BH. Và chúng mình hoàn toàn có thể kết luận được rằng hai tam giác vuông này đồng dạng với nhau. Được chưa ạ? Có kết luận luôn nhé. Cô suy ra tam giác ABH đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy H phẩy và chắc chắn là chúng mình cũng có thể suy ra được góc A bằng với góc A phẩy và con kết luận rằng hai con dốc có độ dốc như nhau. Đúng chưa ạ? Bởi vì hai góc này bằng nhau nên chắc chắn là hai con dốc này sẽ có độ dốc như nhau. Rồi, từ đó chúng mình sẽ có cho cô phần định lý. Trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông. Nếu như cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này, tỷ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó sẽ đồng dạng với nhau. Sử dụng định lý này con hoàn thiện cho cô ví dụ số 2 nào. Đề bài yêu cầu hãy liệt kê ba cặp tam giác vuông đồng dạng và giải thích chúng đồng dạng dựa theo trường hợp nào của hai tam giác vuông đồng dạng. Ở đây cô có tất cả là bốn tam giác vuông, tam giác ABC thì vuông tại A này, tam giác MNP vuông tại M, tam giác DEF vuông tại E và tam giác hgk vuông tại g nhiệm vụ của con là phải tìm được cho cô ba cặp tam giác vuông đồng dạng theo tỷ lệ nào theo trường hợp nào thì chúng ta sẽ giải thích ra được không ạ đầu tiên nào trường hợp đầu tiên cô thấy là tam giác nào đấy ạ à cô thấy tam giác abc sẽ đồng dạng với tam giác nào nhỉ ABC thì vuông tại A sẽ đồng dạng với tam giác MPN. Đúng không? MPN. Vì sao nhỉ? Chúng mình giải thích nào. À bởi vì cô có AB trên MP thì bằng AC trên MN vì cùng bằng 2 phần 3. Đúng không? Đúng không nhỉ? AB này trên MP là bằng 2 trên 3. AC trên MN là bằng 3 trên 4,5. Và 3 trên 4,5 chúng mình cũng có thể rút gọn bằng 2 phần 3. Được chưa ạ? Như vậy hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp nào? À theo trường hợp cặp cạnh góc vuông tỷ lệ có nghĩa là theo định lý số 2. Đúng không ạ? Cô sẽ ghi tắt là theo định lý số 2 nhé. Rồi tiếp tục tìm cho cô thêm một cặp nữa nào à chúng ta có cặp tam giác mnp cũng sẽ đồng dạng với tam giác edf bởi vì sao ạ nào tam giác mnp con đọc đúng đỉnh cho cô này đồng dạng với tam giác edf bởi vì mnp và e df có một góc nhọn bằng nhau. Góc nào đây ạ? Góc P bằng với góc F. Đúng chưa ạ? Và hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là định lý số 1 có một cặp góc nhọn bằng nhau. Tiếp tục chúng mình tìm cho cô cặp tam giác đồng dạng cuối cùng nào. Cặp nào nữa đây ạ? À tam giác ABC cũng sẽ đồng dạng với tam giác ghk. Mình quan sát xem vì sao nhé. abc đồng dạng với tam giác ghk. Theo trường hợp nào đây nhỉ? Bởi vì cô có ab trên gh thì bằng bc trên hk. Vì cùng bằng 2 phần 1 tức là bằng 2 đấy. Đúng chưa ạ? AB này trên GH là bằng 2 trên 1. Tiếp tục BC trên HK là bằng căn 13 trên căn 13 phần 2. À chúng mình rút gọn đi thì cũng sẽ bằng 2 phần 1 và bằng 2 đúng không ạ? Như vậy hai tam giác này đồng dạng với nhau theo trường hợp nào đây ạ? Trường hợp đặc biệt mà cô vừa nhắc đến đó là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông Đúng không nhỉ? Đây là trường hợp đặc biệt nhé Chúng ta ghi nhớ Rồi bây giờ con chuyển cho cô sang phần bài tập trong tiết học ngày hôm nay Bài tập số 1 Cho tam giác ABC vuông cân tại A Và tam giác MNP Có MN bằng MP bằng 4cm Và NP bằng 4 căn 2cm Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP. Nào với bài tập này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây ạ? À cô gợi ý một chút này. Ở đây đề bài đã cho tam giác ABC vuông cân tại A rồi. Thì chúng mình sẽ kiểm tra xem là tam giác MNP có vuông cân tại đỉnh nào không? Được không ạ? Tam giác MNP thì có MN bằng MP bằng 4cm rồi. Vậy tam giác này chắc chắn là tam giác cân rồi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem tam giác này có phải là tam giác vuông hay không bằng cách là sử dụng định lý Pythagore đạo. Đúng không ạ? Rồi chúng ta có này. MN bình cộng với MP bình thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 4 bình cộng 4 bình là bằng 32. Được chưa ạ? Tiếp tục cô có NP bình là bằng 4 căn 2 tất cả bình thì cũng sẽ bằng 32. Như vậy từ đây cô suy ra được MN bình cộng MP bình bằng NP bình. Và theo định lý Pythagore đạo thì cô sẽ suy ra tam giác MNP vuông và đồng thời cũng là tam giác cân. Tại đỉnh nào đây ạ? Tại đỉnh M. Được chưa? Rồi khi tam giác này đã vuông cân tại đỉnh M rồi, tam giác ABC cũng vuông cân tại đỉnh A rồi. Thì hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp nào? À theo định lý số 2. Đó là theo một cặp cạnh góc vuông, đúng không ạ? Chúng mình tiếp tục. Xét cho cô. Tam giác ABC và tam giác MNP. Có gì nào? AB trên MN bằng AC trên MP. À, chúng ta có biết vì sao AB trên MN lại bằng AC trên MP không nhỉ? Bởi vì cô giải thích một chút này, cô sẽ đảo chéo vị trí này. Chúng mình có AB trên AC thì sẽ bằng MN trên MP. Đúng không? AB bằng AC. Vậy nên AB trên AC sẽ bằng 1. MN bằng MP nên MN trên MP cũng sẽ bằng 1. Được chưa ạ? Vậy cho nên chúng ta mới có cặp tỷ lệ AB trên MN bằng AC trên MP. Và từ đây con suy ra được tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác MNP. Theo định lý số 2. Có nghĩa là cạnh góc vuông cạnh góc vuông. Được chưa ạ? Rồi, bài tập số 2 nào. Cô cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ đỉnh H chúng ta kẻ đường thẳng HE vuông góc với AB. E thuộc AB. Chứng minh rằng ý A nhỏ. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC và CA bình bằng CH nhân CB. Ý B, AH trên BC bằng HE trên AB. Giờ chúng ta sẽ quan sát cho cô vào phần hình này. Cô có một tam giác ABC vuông tại A. AH thì là đường cao, có nghĩa là AH vuông góc với BC này. Tiếp tục từ H chúng mình kẻ cho cô HE vuông góc với AB tại điểm E. Bây giờ chúng ta chứng minh cho cô tam giác ABC đồng dạng với tam giác HAC. Hai tam giác này thì đều là tam giác vuông, đúng không nhỉ? Vậy chúng mình sẽ chứng minh theo trường hợp nào đây ạ? Nào trường hợp nào nhỉ? À hai tam giác này thì lại có góc C là góc chung. Vậy nên chắc chắn hai tam giác sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp là có một cặp góc nhọn bằng nhau, có nghĩa là theo định lý số 1. Rồi cô sẽ có lời giải cho ý A trước nào. Cô xét tam giác ABC và tam giác HAC. Hai tam giác này thì là hai tam giác vuông nhé. Tam giác này thì vuông tại A Một ký hiệu vuông ở đây chúng ta có thể hình dung này Rồi có gì nhỉ Góc C Là góc chung Vậy nên từ đây cô suy ra được Tam giác ABC Sẽ đồng dạng với Tam giác HAC Theo trường hợp là Một cặp góc nhọn Bằng nhau hoặc chúng mình có thể ghi là định lý 1 Được chưa? Khi đã có hai tam giác đồng dạng rồi thì con sẽ suy ra được tỷ lệ nào đây ạ? Chúng ta sẽ suy ra những tỷ lệ mà có chứa AC, CH và CB. Cô có AC này trên HC bằng BC trên AC. Đúng không? Khi đó con nhân chéo lên. AC nhân AC là AC bình bằng HC nhân BC. Và đây chính là điều phải chứng minh xong câu a câu b nào câu b để chứng minh được ah trên bc bằng he trên ab thì cô gợi ý chúng mình sẽ chứng minh cho cô hai tam giác đồng dạng tuy nhiên làm thế nào chúng mình có thể xác định được là chứng minh hai tam giác nào đồng dạng đấy ạ rồi con sẽ chứng minh cho cô tam giác abc đồng dạng với tam giác eha nào con quan sát này tam giác ABC đâu ạ? A, B, C và tam giác E, H, A. Hai tam giác này thì đã là tam giác vuông rồi. Để chúng mình tìm cho cô thêm một cặp góc nhọn bằng nhau. Nào chúng ta tìm cho cô thêm một cặp góc nhọn bằng nhau nào. À cô sẽ chứng minh góc H này. Cô gọi là H1 được không ạ? Bằng với góc B này. Chúng mình biết vì sao hai góc này bằng nhau không nhỉ? Cô có góc H1 cộng với góc A1 bằng 90 độ. Tương tự góc A1 lại cộng với góc B bằng 90 độ. Đúng không? Vậy từ đó cô suy ra góc H1 sẽ bằng góc góc B bởi vì chúng cùng phụ với góc A1. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ cô có này. Ý B. Ta có góc H1 cộng với góc A1 bằng 90 độ. Tiếp tục góc B cũng cộng với góc A1 bằng 90 độ. Từ hai điều này con suy ra được góc H1 sẽ bằng với góc B. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta xét cho cô hai tam giác cần chứng minh đồng dạng. Cô xét tam giác ABC và tam giác ở đây là tam giác vuông nhá. Hai tam giác này là tam giác vuông này. EHA có gì đây ạ? Góc H1 thì bằng với góc B theo chứng minh trên. Nên cô suy ra được hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Theo định lý số 1 có nghĩa là một cặp góc nhọn bằng nhau. Cô sẽ viết là định lý 1. Được chưa nhỉ? Khi đã có hai tam giác đồng dạng rồi thì con suy ra tỷ lệ cho cô nào. Chúng mình có gì đây ạ? AB trên EH sẽ bằng BC trên HA. Tuy nhiên chưa đúng với đề bài yêu cầu chứng minh. Như vậy chúng mình cần phải đảo vị trí cho cô nào. Từ đây con suy ra này. AH trên BC sẽ bằng HE trên AB. Chú ý nhé, chúng ta sẽ được đảo chéo vị trí cho nhau. Được không ạ? Được phép đảo chéo vị trí nhưng không được phép đảo ngang hay dọc vị trí. Được chưa ạ? Rồi đây chính là điều phải chứng minh. Đó là bài tập số 2. Chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Cô cho tứ giác ABCD, biết rằng góc BAD bằng góc BDC bằng 90 độ. Cạnh AD bằng 4 cm cạnh BD bằng 6cm và cạnh BC bằng 9cm, chứng minh rằng BC song song với AD. À, như vậy, đề bài đã cho một tứ giác ABCD có góc BAD là góc vuông. Tiếp tục, góc BDC cũng là góc vuông, Để chúng bằng 90 độ nhé. Cạnh AD thì bằng 4 này, BD thì bằng 6 này và BC thì bằng 9. Bây giờ làm thế nào chúng mình có thể chứng minh được BC song song với AD? À có bao nhiêu cách để chúng mình chứng minh hai đoạn thẳng hai đường thẳng song song đây ạ? Có một cặp góc đồng vị này, một cặp góc so le trong bằng nhau này, đúng không? Thì trong bài tập này cô sẽ hướng dẫn chúng ta theo trường hợp là có một cặp góc so le trong bằng nhau. Cụ thể là chúng mình sẽ phải chứng minh được cho cô góc D, góc ADB ADB là góc này bằng với góc DBC được chưa? Hai góc này ở vị trí so le trong. Nếu như hai góc này bằng nhau thì chắc chắn là BC sẽ song song với AD. Tuy nhiên làm thế nào chúng mình có thể chứng minh được hai góc này bằng nhau? Chúng ta lại gắn nó vào hai tam giác đồng dạng. Được không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ chứng minh cho cô tam giác ABD đồng dạng với tam giác DCB. Xét cho cô hai tam giác nào cô xét hai tam giác vuông ABD và đọc đúng đỉnh cho cô là DCB. Hai tam giác này đã là hai tam giác vuông rồi. Được chưa? Tiếp tục chúng ta có cặp cạnh nào tỷ lệ đây ạ? Khi mà nhìn vào một bài toán mà người ta cho rất là nhiều độ dài thì như vậy chúng mình sẽ nghĩ ngay đến những cặp cạnh tỷ lệ, phải không nhỉ? Cô có AD trên BD sẽ bằng DB trên BC vì cùng bằng bao nhiêu đây ạ? AD thì bằng 4 này, BD thì bằng 6, 4 trên 6 là 2 phần 3. Tiếp tục DB bằng 6, BC bằng 9, 6 trên 9 cũng sẽ bằng 2 phần 3. Như vậy hai cặp cạnh này sẽ bằng 2 phần 3. Từ đó cô suy ra được tam giác ABD sẽ đồng dạng với tam giác DCB. Theo trường hợp nào? À trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông có nghĩa là trường hợp đặc biệt. Từ đó cô suy ra được hai góc ADB sẽ bằng góc DBC. Được chưa ạ? Mà hai góc này làm sao nhỉ? Mà hai góc ở vị trí so le trong. Vậy nên cô sẽ kết luận được BC song song với AD. Điều phải chứng minh. Rất là đơn giản, đúng không nhỉ? Rồi, như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 3. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.